Không phải lúc nào bạn cũng mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp bên mình. Nhưng có một thứ mà bạn, tôi và có lẽ hầu hết như tất cả mọi người trên hành tinh này sẽ không rời khỏi nhà mà không có nó. Đúng vậy, đó là đồ lót. Ồ vâng, và chúng ta cũng chẳng thể quên mang theo bên mình chiếc điện thoại. Có thể bạn bị nghiện chiếc điện thoại của mình, nhưng đôi khi lại hay vì nó có thể cứu mạng bạn trong trường hợp khẩn cấp đấy. Bây giờ, giả sử bạn rơi vào một tình huống khó khăn, đòi hỏi phải ứng biến mau lẹ và một số kỹ năng sinh tồn sắc bén. Tôi sẽ giả sử điện thoại của bạn còn có thể sử dụng được một lúc trước khi hết pin. Hãy gọi tôi là đội trưởng Obvious, tôi sẽ trả lời bạn. Trước hết, hãy gọi các đường dây khẩn cấp. Nhưng hãy để tôi nói cho hết đã. Trước khi bạn cúp máy và ra đi mãi mãi, bạn có thể gọi 911 ở Bắc Mỹ hoặc 112 ở châu Âu, ngay cả khi điện thoại bị chặn, tắt hoặc không có thẻ SIM bên trong. Một điều thú vị nữa là điện thoại di động liên tục tìm kiếm một trạm thu phát sóng gần đó nhất để có thể giữ tín hiệu. Và điều đó diễn ra ngay cả khi bạn đang di chuyển. Vì vậy, cứ sau vài phút, nó sẽ gửi một ping đến trạm gần nhất. Khi nó kết nối với trạm, vậy là đủ để các dịch vụ khẩn cấp có thể tìm thấy vị trí của bạn. Nếu pin của bạn sắp hết hoặc điện thoại không có tín hiệu, hãy nhắn tin cho càng nhiều số liên lạc trong điện thoại của bạn càng tốt, nhắc đến vị trí cuối cùng của bạn, những gì đang xảy ra và bạn cảm thấy thế nào. Một khi có tín hiệu trở lại, điện thoại sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn đi. Nếu ở trong tình huống cực đoan hơn thì sao? Hãy tưởng tượng điện thoại của bạn hết pin. Nếu bạn không thể sử dụng nó, thì hãy tháo nó ra. Một chiếc điện thoại thông minh chứa đầy kho báu sinh tồn. Màn hình, dây điện, pin, chip. Chip chứ không phải bim bim để ăn đâu, khổ quá cơ. Tất cả chúng sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đang ở một mình nơi hoang dã, không có cái gì ngoài chiếc điện thoại chết trong tay. Nó có thể có tác dụng như là: Số 1. Chứa những đồ linh tinh. Bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc vỏ làm hộp chứa cho một số vật dụng nhỏ. Nó có thể là lưỡi dao cạo, kim, dây câu hoặc hướng dẫn sinh tồn ngắn trong túi nhựa. Giấy đó cũng có thể được sử dụng sau này để mồi lửa. Hoặc bạn biết đấy, bạn có thể sử dụng chính điện thoại để tạo lửa đấy. Số 2. Vật dẫn lửa. Lửa là người bạn tốt nhất của bạn khi bạn mắc kẹt ngoài tự nhiên. Bạn có thể tạo tín hiệu khói với nó, nấu thức ăn, bảo vệ bản thân khỏi động vật săn mồi và quan trọng nhất là giữ ấm. Hầu như bất kỳ loại pin nào, kể cả pin trong điện thoại thông minh của bạn, đều có thể được sử dụng để bắt đầu một đám cháy. Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả mọi thứ bạn cần trong tay. Pin, dây điện và một số vật dẫn lửa. Đặt một dây vào nút tích điện dương của pin và đầu còn lại ở đầu dây âm. Nó ngay lập tức phát sáng nóng đỏ, vì vậy thời gian của bạn có hạn. Nhớ đấy, bạn chỉ có một cơ hội. Đừng áp lực. Số 3. Đưa ra tín hiệu SOS. Tất nhiên, hầu hết các điện thoại thông minh ngày nay đều có đèn pin tích hợp. Do đó, nó thực sự có ích khi bạn gặp tình huống khẩn cấp vào ban đêm. Nhưng hãy nhớ rằng, pin của bạn đã chết. Vậy làm thế nào bạn có thể gửi tín hiệu SOS? Dễ thôi, sử dụng màn hình để phản chiếu ánh sáng mặt trời hoặc ánh trăng. Phản chiếu ánh mặt trời có thể nhìn thấy được trên một khoảng cách dài, giống như một đèn pin. Tuy nhiên, bạn vẫn phải khá chính xác nếu bạn muốn ai đó nhìn thấy nó. Hãy tưởng tượng bạn có thể bị mắc kẹt ở đâu đó và bạn nhìn thấy một con tàu trên mặt nước hoặc một chiếc máy bay ở trên trời. Trước hết là một ký hiệu hòa bình bằng ngón tay của bạn. Duỗi cánh tay của bạn ra và giữ chữ V ở đó trước mặt bạn. Sau đó, đưa máy bay hoặc con tàu vào tầm ngắm giữa hai ngón tay này. Bạn sẽ muốn hướng ánh sáng đến đó. Để chắc chắn hơn rằng họ biết bạn cần sự giúp đỡ, nên thuộc mã Morse cho SOS. Đó là 3 chấm diễn tả bằng 3 chớp sáng nhanh, 3 dấu gạch ngang, 3 chớp sáng dài hơn và 3 chấm ngắn nữa. Số 4. La bàn. Điện thoại của bạn hết pin, vì vậy ứng dụng GPS không thể giúp gì vào thời điểm này. Đừng bi quan, bạn có thể tạo một la bàn chỉ với điện thoại của mình, theo phong cách MacGyver. Ngay cả những mẫu điện thoại di động lâu đời nhất cũng có một nam châm trong đó và một đoạn dây có thể đóng vai trò là kim cho la bàn. Bạn sẽ cần khoảng 1/2 đến 1 inch dây kim loại. Đặt một trong các đầu của nó vào nam châm, tốt, và từ hóa nó. Đừng quên là bạn đã từ hóa đầu nào của dây đấy, điều đó rất quan trọng. Sau đó bạn sẽ cần một mảnh giấy nhỏ hoặc một chiếc lá khô, không lớn hơn nhiều so với sợi dây. Đặt dây trên lá và để nó nổi trong vũng nước sạch. Hãy chắc chắn rằng không có bất kỳ vật kim loại nào ở gần đó, nếu không nó sẽ phá hỏng toàn bộ. Nếu bạn đã làm mọi thứ đúng, phần từ hóa của dây sẽ chỉ về hướng bắc trong vòng vài giây.
Số 5. Vũ khí hoặc công cụ sắc bén. Điện thoại có đầy đủ các bộ phận kim loại cứng, có thể mài được trên đá và được sử dụng làm vũ khí hoặc dao. Và một công cụ sắc bén như thế có thể là chìa khóa để sống sót trong tự nhiên. Bạn có thể cắt cành cây để đốt lửa, cạo vỏ cây để dùng làm mồi lửa và cắt rễ để dùng làm dây thừng. Bạn thậm chí có thể gắn lưỡi kiếm nhỏ của bạn vào một cây gậy hoặc nhánh cây nhỏ và bây giờ bạn đã có một cây giáo. Hoặc một lần nữa, một vũ khí khá xịn để bảo vệ bạn khỏi động vật hoang dã, xịn hơn hai bàn tay trắng. Số 6. Lưỡi câu. Nếu bạn không nghĩ rằng mình đã đủ nhanh nhẹn để xiên cá cho bữa tối đầy hải sản, thì hãy sử dụng một số bộ phận nhọn nhỏ trong điện thoại của bạn làm móc câu để câu cá. Bạn có thể gắn móc câu đó vào phần cuối của một sợi dây, gắn một con sâu lên nó và bạn đã có một cái cần câu. Nếu bạn có đủ vật dụng, bạn thậm chí có thể làm được một vài cái cần câu, lắp đặt hệ thống tự câu và làm việc khác trong khi chờ bữa tối bắt đầu. Số 7. Sơ cứu. Nếu bạn bị một vết cắt ở cánh tay hoặc chân, bạn có thể sử dụng dây cáp trong tai nghe của bạn như một bộ dây đai để cầm máu. Ok, nó có thể không phải là một phần của điện thoại, nhưng thôi nào, có lẽ bạn cũng có một bộ sạc hoặc tai nghe bên mình chứ. Dù sao cũng chỉ có thể sử dụng cho chảy máu động mạch. Đó là loại máu đỏ tươi phun thành tia, còn chảy máu tĩnh mạch là máu sẫm màu hơn và chảy ra trong một dòng chảy ổn định và từ từ. Nếu đây là phương án cuối cùng của bạn, trước tiên hãy đặt một miếng vải lên da khoảng 1 inch phía trên vết thương. Miếng vải có tác dụng bảo vệ da của bạn. Sau đó, lấy cáp tai nghe và quấn nó xung quanh điểm đó gọn gàng và chặt chẽ. Nếu máu ngừng chảy trong vòng 2 phút, bạn đã làm đúng. Nhưng đừng giữ vết buộc lâu hơn 1 đến 2 giờ. Nếu không, các mô của bạn sẽ bị đói oxy và bạn chắc chắn không muốn điều đó xảy ra đâu. Hy vọng rằng cuộc đấu tranh sinh tồn của bạn không bao giờ đạt đến mức đó và có thể các ứng dụng sau có thể ngăn điều đó xảy ra. Bộ định vị gia đình và các ứng dụng tương tự liên kết điện thoại của các thành viên trong gia đình bạn thành một mạng. Nó sẽ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ để những người thân yêu của bạn biết bạn đang ở đâu và làm thế nào để tìm thấy bạn. Các ứng dụng khẩn cấp như SOS Cộng cho phép bạn nhấn nút báo động trên điện thoại để tất cả những người trong danh sách liên lạc khẩn cấp của bạn sẽ biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với bạn. Một phiên bản nâng cao của ứng dụng này cũng sẽ gọi các dịch vụ khẩn cấp. Có một ứng dụng tên là Save Me Pro cho phép bạn gọi 911 mà không cần phải quay số. Bạn chỉ cần nhấn nút bật tắt 8 lần và cuộc gọi sẽ tự động được thực hiện. Nhân tiện, nó được phát triển bởi một đứa trẻ 12 tuổi. Nếu bạn đang muốn leo núi, hãy nhớ tải xuống ứng dụng APR cho phép điện thoại thông minh của bạn hoạt động như máy phát gửi tín hiệu lên đến 1.500 feet. Nếu ứng dụng nhận ra rằng người dùng không di chuyển trong một khoảng thời gian dài, nó sẽ tự động gửi tín hiệu SOS cho tất cả các thiết bị có sẵn. Và cuối cùng, kiểm tra an toàn Facebook hoạt động tự động nếu bạn có ứng dụng Facebook trên điện thoại. Ứng dụng sẽ xác định xem bạn có phải trong vùng thảm họa hay không và gửi cho bạn một yêu cầu đặc biệt. Tất cả những gì bạn phải làm là trả lời xem bạn có an toàn hay không và câu trả lời này sẽ xuất hiện trong trang tin của bạn bè của bạn dưới dạng thông báo. Vì vậy, nếu điện thoại của bạn chứa đầy các trò chơi và ứng dụng mạng xã hội, có lẽ nên kiểm tra cửa hàng ứng dụng và tải xuống một ứng dụng mà sẽ giúp bạn an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Phòng bệnh hơn chữa bệnh để bạn không phải tháo rời điện thoại của mình trong một cuộc chiến sinh tồn. Thêm nữa, sẽ chẳng ai nghĩ rằng điện thoại của bạn lại có thể làm tất cả điều đó. Khá tuyệt phải không? Nếu bạn đã biết được thêm điều gì đó mới mẻ trong video hôm nay, thì hãy để lại một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé. Chúng tôi còn rất nhiều video thú vị dành cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn video bên trái hoặc bên phải, nhấp vào nó và thưởng thức. Cùng nhau soi sáng cuộc sống nào!